Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Chủ đề của video ngày hôm nay sẽ là những thỏi son 2N hợp với mọi tông da. Mình đọc được bình luận yêu cầu về chủ đề này khá lâu rồi, nhưng tận hôm nay mới lên video được. Bây giờ thì cùng bắt đầu vào vấn đề chính luôn nha. Mở đầu video là dòng son kem mà mình cực kỳ yêu thích đến từ nhà Shu Uemura. Màu BR01 là một tông hồng đỏ đất cực kỳ xinh và dễ dùng kể cả cho mặt mộc. Thỏi này là sự pha trộn của màu hồng và đỏ nhưng sắc hồng vẫn trội hơn một chút. Chất son là kiểu kem mịn lì rất đẹp vào môi, lên màu cực rõ chỉ với một lần đi cọ. Lớp finish rất nhẹ nhưng che phủ rãnh môi khá tốt. Son không bị dây ra quá nhiều khi ăn uống hay đeo khẩu trang. Độ bám màu thì khá tốt. Khi son trôi vẫn đầy là lớp màu nhẹ nhàng tự nhiên. Vẫn là một thành viên đến từ nhà Shu Uemura, màu BR785 phiên bản năm 2019 của dòng son thỏi đã được mình cho vào list son ngày hôm nay. Dù là chất mịn lì nhưng son vẫn có dưỡng nên là những ai môi khô đều có thể dùng thoải mái nha. Son lên màu chuẩn, rất mướt và dễ tán đều. Lớp finish là kiểu mịn lì, nhẹ môi và che phủ vân môi tốt. Bên cạnh chất son đó thì màu 785 là một tông đỏ nâu vừa phải khá thu hút. Tuy hơi thiên hồng một chút nhưng màu này vẫn hợp nhiều tông da. Son dưỡng màu tốt tầm 5-6 tiếng không ăn uống. Ăn uống thì son dây ra kha khá và sau khi son trôi để lại lớp màu khá nhạt. The Slim Glow Matte màu 214 là một tông cam cháy với sắc cam rực rỡ, sắc đỏ vừa đủ và một chút sắc nâu nhấn nhá. Nhờ vậy mà màu này không thể thiếu trong danh sách những màu son hợp mọi tông da ngày hôm nay. Dòng son này của nhà YSL mặc dù là son lì nhưng khá nhiều dưỡng và mút môi. Chất son cũng khá mỏng, cần trồng nhiều lớp để son lên màu rõ. Và độ lì cũng không phải là thế mạnh của son. Bù lại thì son cho lớp finish mỏng nhẹ môi và có ánh nhũ nhẹ nhẹ làm môi trông căng mọng rạng ngời hơn. Mình tin hẳn thỏi son Gucci 505 Janet Rust không phải là một thỏi son quá mới mẻ đối với mọi người. Tuy nhiên, từ thiết kế, chất son cho đến màu son vẫn đủ thuyết phục mình thêm bạn này vào video ngày hôm nay. Sắc cam đỏ tươi hòa quyện thêm một chút sắc nâu khá cơ bản nhưng vẫn đủ tạo nên một sắc đỏ gạch hợp mọi loại da từ sáng đến ngâm. Nếu để mô tả đúng nhất về chất son thì đây là dạng son lì, mịn như nhung, không có lớp bóng, lên màu rõ, tệp vào môi, để lâu vẫn không có cảm giác khô môi. Son dưỡng màu tốt nhưng nếu ăn uống thì son sẽ trôi và không để lại lớp stain, cho nên ra ngoài thì mọi người nhớ mang theo để giảm son lại nha. Thỏi son cuối cùng mình giới thiệu ngày hôm nay là Dior Forever Liquid màu 820 Forever Unique. Màu này là một sự pha trộn hoàn hảo giữa tông cam, nâu và đỏ. Mặc dù sắc nâu làm chủ đạo nhưng son không hề kén tông da. Khi sử dụng chỉ cần make up phù hợp là được và mình thấy tông màu này cũng khá trendy nữa. Son có kết cấu lỏng nhưng xét lại khá nhanh. Lớp finish trên môi theo kiểu mờ lì khá nhẹ môi nhưng vẫn có cảm giác dính khi bặm môi, nên lúc dùng mọi người hạn chế bặm là được. Mình thấy chất son này hoàn toàn không lem khẩu trang, ăn uống nhẹ nhàng cũng không trôi, ăn nhiều dầu mỡ thì son trôi đều trong lòng môi. Với chất son kiểu này thì mình nghĩ mọi người nên dùng son dưỡng trước khi tô son nha. Vừa rồi là những tổng hợp của mình về các thỏi son 2N hợp với mọi tông da. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nhé.